Và lúc trước thì mặt em rất là nhiều mụn, nó xuất hiện từ má tới phần trán luôn. Khi bắt đầu điều trị thì bác cho em một cái liệu trình điều trị là bao gồm là thuốc uống ở bên trong và kèm theo đó là sản phẩm bôi bên ngoài, đó chính là FUB10. Sản phẩm này là có tác dụng là nó sẽ làm giảm nhờn, giảm mụn và phần mụn nó sẽ gom lại mà chúng ta không cần nặng. Theo thời gian thì phần mụn này nó sẽ biến mất. Và bác sĩ đã cho em một cái sản phẩm là GY Serum. Thì GY Serum này nó sẽ có tác dụng là làm mờ những vết thâm đó. Và sau khi em sử dụng sản phẩm này thì những vết thâm trên da em nó biến mất hoàn toàn. Sau quá trình điều trị ở đây á thì da em đã có những cải thiện rõ rệt rất là nhiều luôn. Da em trắng hơn rồi, em không còn mụn nữa. Và đối với mặt tâm lý thì em cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Cảm thấy tự tin hơn.